Tự nhiên mình tu đã đời mấy chục năm trời bị tháo từ thứ một, ai da đau lòng quá. Đâu Khánh Hoa, tôi đâu có định ông tệ, tôi nói thiệt là bây giờ là anh chị bạn dù sao cũng không thể nào che mờ ông đó được. Anh chị gõ lên cái Google cái ông tệ là ai, cái nó ra một vạc liền. Xui không, xui không, cái đó đó, cái đó là bây giờ vô trong đó rồi, vô trong đó thì vô sách sử luôn rồi, xịn cái ra liền, xịn cái này ra liền, cái nó có tiếng. Xui thiệt, đó là định mệnh. Tại cho mình tu đó giờ người ta xịt lên cái là ông Dương Tấn Việt là ông chủ trì đó đã có 35 công trình xây lấn cháy lấn chiếm rừng năm 2024 đã bị lệnh tháo dỡ. Trời ơi, muốn mà chai Google vô trong đó chắc mình đội quần quá anh chị bạn ơi. Thế thì mình chúng thanh niên cho mình chai Google vậy nè, năm 2024 đã có một ngôi chùa sai phạm bằng 35 công trình rưỡi là thí dụ như chánh điện 200m xây 400 và 35 công trình gồm với những tượng Phật 14m đâu đó. Trời ơi anh chị bạn, muối mặt luôn anh chị bạn, muối mặn luôn anh chị bạn, muối mặn rừng cay luôn. Đau lòng quá, ấy da thật là đau lòng của chúng thanh niên à. Xin lỗi nha, đó là sự thật rồi. Cưng có ghét chị cũng phải chịu thôi cưng à, đó là sự thật. Sự thật nó hơi phũ phàng và nó tàn nhẫn chút đỉnh thôi, nhưng vốn gì nó cũng là sự thật. Cưng có ghét chị mà cưng có mài chị ra xương, hay là cưng có chù chị thành con trùng đi chăng nữa thì cũng là sự thật. Là sự thật là chị là con người chứ không phải con trùng, cũng không phải là cu hồn. Giống như là em mà chửi chị cu hồn là chị sẽ nói liền những cái thằng mà giống như là nói ông tệ này nọ đó, nó cũng là cu hồn chùa không có tóc, còn chỉ là cu hồn mạng có tóc thôi. Có hàm răng đẹp quá à. Vậy nó chửi hoài đó anh chị bạn, dạ nó chửi hoài đó, mày răng giả rồi đó anh chị bạn, dạ răng rã rồi thấy ghê, răng thấy ớn rồi đó, dạ em bình thường, mày xấu, mày dốt, mày ở nhà mướn, mày đi xe đạp, mày học lớp 1, mày là con bán khô, mày là cu hô, mày là cắt đảng, mày sẽ bị méo miệng này đó, dạ bình thường, dạ bình thường nha, nghe tưởng tượng như nghe hát vậy anh chị bạn, tưởng tượng như hát một bài vậy, không vấn đề gì xảy ra hết, nghe nghe mà ngứa đầu ngứa cổ luôn, nhưng mà vẫn bình thường, dạ. Dạ Thu Thảo em bình thường nha. Dạ. Rồi mày là cu hồn mạng, mày nay mai mày sẽ bị ung thư dòm họng, mày sẽ bị quéo lưỡi. Tao thì tin là nếu mà tu hành mà mày ăn gian làm dối, mày nói dối, mày sẽ bị ung thư dòm họng. Nếu mày tu hành, tại vì Phật nói mà, mày tu hành là mày không được nói dối. Nhưng nếu mày nói dối, mày làm ăn gian dối, mày tham, mày sẽ bị cục tai, mày sẽ bị rối loạn tiền đình, mày sẽ bị ung thư dòm họng. Thiệt, mày gian dối mà, mày tu theo Phật mà mày làm gian dối là nghiệp của mày sẽ nhiều hơn chúng sanh. Vì chúng sanh không biết Phật pháp, chúng sanh không có tội. Chúng sanh là những con người vô số tội thì chúng sanh sẽ không bị liệt ra tội. Còn như mày, mày tu hành, mày có đọc kinh, mày biết được đó là nghiệp, là phước, nhưng mày vẫn làm là tội mày gấp đôi. Người ta nói vậy nè, biết lực phạm lực, tội gấp đôi. Thì giờ hỏi thầy mày coi phải không? Hỏi thầy mày coi, đâu Minh Điền, mày hỏi thầy mày coi, chứ mấy đứa như tao thì không có tội đâu. Tại vì mình không biết mà anh chị bạn, không biết không có tội. Alo Quang Nguyễn. Thế mà, thí dụ mình đọc báo. Đây giờ mình đọc báo anh chị hỏi nè. Ủa sao thí biết công trình sai trái? Em đọc báo đàng hoàng mà. Em đọc báo đàng hoàng mà. Thì báo viết sao đổi y chang vậy đó. Nói là sẽ cưỡng chế công trình 35 công trình trong nay mai rõ ràng mà. Là cái sai phạm đó nó từ năm nào lận mà chứ đâu phải năm nay. Từ 2021 đến nay mà không tháo. Năm 2021 mà dịch gió ăn no, người ta nói sai phạm rồi. Không chịu, để nguyên, không tháo. Bây giờ là có lệnh cưỡng chế rồi mới tháo đó. Chứ không phải mới đây đâu anh chị bạn, đừng nghe chúng thanh niên nó nói đó anh chị bạn, đọc báo đi, là từ năm bao nhiêu lần là đã sai phạm rồi, xin người ta sửa chữa lại cái mái che ngay chánh điện, xong quất một cái ra 400 mấy là đã bị tích còi rồi, xong rồi còn lì cái mặt ra quất thêm 35 công trình xung quanh nữa. Cái nết quá trời quá đất, tu hành gì cái nết quá trời, tu hành gì mà chú bác nói là đã sai rồi thay vì tháo mới đúng, không xây thêm, xây cái tượng 10 mấy mét. Trời đất ơi, quá trời quá đất, xây cái tượng chi bự dữ thằng hôn vậy. Alo 75, xem cái tượng chi dữ vậy, cái tượng sao nhỏ nhỏ cũng thờ được rồi, phải 10 mấy mét mà giống ông thầy bị trang vậy. Công nhận ha, ông thầy tu hay quá, viết cái tượng giống y chang ông thầy, hay thiệt. Không giống quá anh chị bạn, giống quá nha, cái tượng chụp lên báo giống quá, giống anh chị bạn, giống ông thầy quá giống. Chắc ông thầy tu phước phần dữ lắm, cái tượng có trước hay là ông thầy có trước anh chị bạn? Đâu nè, bây giờ mình comment chơi coi, cái tượng có trước, cái tượng Phật tổ có trước hay là ông thầy có trước anh chị bạn? Mà tại sao các chùa bây giờ ông thầy với cái tượng giống nhau quá anh chị bạn à? Giống nhau mà bằng mắt thường mình nhìn thấy được luôn anh chị bạn à? Vậy thì cái tượng Phật có trước hay là ông thầy có trước vậy? Dạ không, đây là mình là đạo Phật, mình muốn hỏi vậy đó anh chị bạn. Chứ cái tượng Phật tổ nhà em đẹp lắm nha,
Dạ rồi chị Diễm Đỗ, cái đó gọi là xúc phạm Phật pháp nha. Cái đó là mày phỉ báng Phật pháp đó, là mày muốn làm giống ông Phật y chang vậy. Vốn hình hài của Phật không phải vậy nha. Đúng không? Xôi à, vốn không phải vậy nha, tại sao mày làm vậy vậy? Tại sao? Thế là tại thằng nóng tượng đúng không? Không phải tại thầy mày đâu. Đúng rồi, tại cái thằng nóng tượng, nó thần tượng quá đúng không? Nó làm y chang hả? Em thầy, ông thầy có trước à? Quá dữ vậy. Ông thầy có trước luôn hả? Có lịch sử nào ghi lại không? Dạ. Nói chị Ngọc Hương, có lịch sử nào ghi lại là ông thầy có trước không? Chứ không là mình bịa ra nữa đó. Phải có lịch sử nha. Chờ xin tương, xin tượng thần quan về. Trời mẹ thân, 14 mét là anh chị bạn bằng mấy cái nhà lầu đó. Bằng mấy tầng của mấy nhà lầu đó. Cao chót chót, 14 mét mà. Trời ơi, mà giống anh chị bạn sao mà giống thầy quá. Trời, không nhận cái phước tướng gì. Lạ lùng anh chị bạn. Đẹp sao mà đẹp hết phần thiên hạ vậy. Trời ơi, chứ cái Phật tổ nhà em đẹp lắm à. Em thở ở đây nè, nói thiệt, không có nói xạo. Phật tổ đẹp ơi là đẹp. Mà Phật tổ của các chùa cũng đẹp ơi là đẹp. Như Phật cô đơn vậy đó, là ông Phật tổ ngồi giữa trời nắng chang chang, đẹp ơi là đẹp. Vậy tại sao cũng là tượng Phật mà sao cái tượng mới bây giờ xây nó ngộ quá anh chị bạn à? Mấy ông đúc tượng nè, sao kỳ cục quá vậy? Mấy ông không có coi hình của Phật tổ hả? Sao mấy ông cứ đúc ra, sao giống thầy mấy ông không vậy ông nội? Có thần tượng gì thì cũng phải để phiên bản chứ. Ông Phật là ông Phật, mà ông thầy là ông thầy chứ trời. Mà ông sư là ông sư chứ làm sao mà giống nhau được. Không có tôn ti trật tự. Cho nên nếu mà có mưa gió bão bùng là tại mấy cha mấy mẹ này nè. Mấy cha mấy mẹ này coi thường Phật pháp nè. Cho nên mưa gió bão lũ vậy đó là tại mấy cha mẹ đó. Chứ không có tại ai đó, không phải tại người dân. Tại mấy cha mấy mẹ nè coi thường Phật pháp. Vốn dĩ tượng Phật là không được chỉnh sửa. Phiên bản người ta vậy là làm vậy thôi. Có thể mập ốm, có thể dày dặn, nhưng mà không thể nào sửa nét mặt của người ta. Làm giết vậy là mình phỉ báng Phật pháp đó. Cái đó là phỉ báng đó anh chị bạn. Cái đó là mình trộm vía, mình làm y chang như cái tượng vậy. Mà người ta là Phật rõ ràng, người ta mới được làm Phật. Còn mình tu hành mà chừng nào mình làm Phật anh chị bạn? Biết chừng nào? Là người phàm thôi mà xây y chang à. Tại thằng làm tượng hay là tại ai? Tại anh chị nghĩ. Nó không cho ai làm. Thằng đặt người làm tượng có quyền, hay là thằng tự nấn tượng có quyền? Trừ khi nào anh chị ra Nguyễn Chí Thanh anh chị mua đồ á thì khác. Giống như là có hàng ngàn cái tượng, anh chị sẽ đi lựa có cái tượng nào nó hợp mắt mình. À, cũng là ông Phật. Nhưng ví dụ như là có cái nét cười đẹp hơn, có khi Phật nhìn xuống, có khi Phật nhìn ngang, là do cái người nắn cái tượng. Nhưng mà cuối cùng mình nhìn vô chung quy là một hình ảnh Phật tổ đàng hoàng, rồi mình mới thờ Phật tổ. Để anh chị bạn nói vậy phải không? Đứng lên cho anh chị bạn coi nè, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Thì anh chị bạn hỏi em là nhà có Phật tổ không tí? Đẹp không? Đẹp không? Chả lẽ bây giờ Vinh xuống đây cho anh chị bạn coi đẹp không? Đẹp từng gốc chết một luôn, đẹp, đẹp vô cùng tận. Đẹp lắm luôn á, đẹp đẹp lắm luôn. Em mà nhìn tượng là em nhìn từ con mắt luôn. Anh chị bạn tin không? Ở bên Thái Lan có một cái tượng trên vách, có một cái ống nhòm cho anh chị nhìn. Nếu anh chị nhìn làm sao mà ra được cục xá lợi ngay chân trên Phật là coi như là phước phần của anh chị cao độ luôn. Có một cái tượng anh chị bảo không? Cho nên tại sao hình ảnh của Phật tổ người ta không bao giờ chế sửa ra? Đó là một sự trang nghiêm nhất định. Và tất cả các nước đều như vậy. Chỉ có là cái chuyện giống như là có người thì nắng á, là hơi tròn tròn. Có người thì làm mặt hơi thổn thổn. Nhưng mà hình dung mà nói từ mắt cho tới mũi cho tới miệng, tại vì Phật đẹp anh chị bạn. Đẹp, ngài đẹp vô cùng tận. Là đẹp từ cái phước tướng chân tay đẹp, đẹp như vậy. Cho nên người ta mới gọi là Phật. Và người ta tu hành với cái phước tướng người ta nó lộ ra, nên người ta đẹp, đẹp vô cùng tận. Còn mình chán hẹp, tay dởn. Mà sao mình ham quá. Mình ham hố rồi mình so sánh bằng nhau. Mình nói là mình đó là xúc phạm những cái đấng linh thiêng. Cho nên mình thiếu phước là do mấy thằng này nó làm nè. Mình thiếu phước là do mấy thằng này nó làm anh chị bạn. Nó đâu có tu tập đâu. Nếu nó tu tập là mình đâu có ra nông nổi này. Mình đâu có sân si dữ vậy. Cho nên ông Tệ ông lại nói đúng câu nữa. Nếu ai cũng có tu tập hết thì đâu có lý nào tham quyền, tranh quyền, đoạt lợi thế này thế kia. Nếu ai cũng có tu tập hết, đâu có giành ăn nhau từng chút một. Là ông Tệ nói và mấy người kia chửi đó. Ủa ai cũng đi tu hết hả? Tu là tu tâm đó mấy má. Tu tâm sửa tánh. Chứ mày tu hành mà mày làm thầy mày còn tham vậy rồi làm sao mày đạo được, mày đổ được cái đạo tràng của mày. Chứ bây giờ một ông thầy tham nè thì ông phải dạy cho một đám đệ tử như chào không? Thầy nào trò nấy. Nó dạy cho chính sách của nó mà. Anh chị bạn không đi à? Giống như mỗi cái lớp vậy đó, ông thầy chủ nhiệm ông huấn luyện mình, ông nói mấy bạn nè,
là phải đạt cái điểm đó dạy cho tôi đó, là học hành bằng cách này nè, là ông thầy ông truyền đặt lệnh xuống giờ mình ở dưới mình mới làm theo. Nên có tất quạt luôn, nên có lạnh chừng quá, mình ở dưới mình làm theo. Cho nên chuyện bạn hả, nếu mà chửi người dân một, phải chửi mấy người tu hành không đàng hoàng tới 10, là vì chính họ đã làm cho cái hình ảnh nó như vậy. Không phải một ông ở chùa tệ ông ở chùa ông gì, ở chùa gì, cái gì ông tệ hải gì, nó cũng có cái tượng y chang vô ông sư luôn. Riêng em nhìn thấy thôi nha, bằng mắt thường em là y chang luôn, tưởng không cái mặt bành da vậy nè anh chim à, cái mặt bành da nè, cái mặt vuông dứt vậy nè, bành da vậy nè, con mắt tới cái khóe miệng luôn y chang vô ông sư trong chùa luôn. Cái đó gọi là phỉ báng Phật pháp đó, cái đó vốn dĩ Phật tổ người ta phước tướng không phải nằm như vậy đó. Anh chị đi ra hết Nguyễn Chí Thanh rồi, anh chị coi trong tất cả các chỗ bán tượng coi có ông Phật tổ nào lạ lùng vậy không. Tính ra mình dung dưỡng giết mấy cha này nè, giống như cha mẹ của chúng sanh, muốn làm con mẹ gì làm giết, tự nhiên mình cấm đầu mình quỳ mình lại nó thôi. Cho nên mình đâu có lại Phật đâu mà mình được phước. Anh chị đừng trách em thấy nha, vốn anh chị đâu có lại Phật đâu mà anh chị được phước. Nếu anh chị lại Phật là chắc chắn anh chị sẽ có phước rồi. Còn đằng này là anh chị đang lại ông thầy mà anh chị đòi phước cái gì? Không đúng hả? Anh chị đi lại Phật mới có phước mà. Anh chị đi chùa cũng đi kiếm ông Phật, anh chị thỉnh tượng về nhà cũng đi thờ ông Phật, nhưng mà anh chị đi lại ông thầy. Ông thầy là một con người bình thường như mình, bằng xương bằng thịt như mình, chỉ qua là học kinh và cạo đầu thôi, mà anh chị cấm đầu lại một ông thầy. Giống như tại sao ông thầy Pháp Hòa ông giảng, ông cho là mình nói chuyện với như nhau vậy nè, mình đang là trao đổi với nhau về Phật pháp như vậy. Mình trao đổi là sao? Mình trao đổi cái kinh đó, ừ nó như vậy, cái cách sống là như vậy. Vậy tại sao ông thầy tại ông lại không nhận ông là thầy? Và ông cũng là con không? Ông chưa bao giờ cho mình là thầy để người ta quỳ lại hết. Còn mấy má thích cấm đầu đó là chuyện của mấy má thôi, không phải là để tại ông đâu. Bây giờ tôi đi từ xa thôi, tự nhiên mấy má cũng quỳ mấy má lại nè. Ai mà cấm? Chú bác kêu mấy má đứng lên, mấy má còn chưa đứng mà. Giống như bây giờ cái cốc nè, vốn không có ai ở chậu, mấy má vẫn cấm đầu lên. Mấy má hại ghê không? Mấy chị đâu có biết đâu, cái đó cũng là mê tín dị đoan đó. Mà mấy chị đâu có biết mấy chị làm vậy là sẽ rất là hại cho ông thầy tệ đâu. Vốn dĩ người ta không nhận người ta làm thầy, mà người ta luôn né anh chị là có lý do rồi. Thế là biển vậy em, là anh chị nhìn về đó mà anh chị ngưỡng mộ thôi là tốt rồi, để tránh tình trạng mà mấy sàm tăng nó chửi ông như vậy. Vốn mấy chị làm càng lố, giờ mấy chị theo số đông, giờ mấy chị cảm thấy hiếu kỳ, rồi mấy chị làm hại người ta. Vốn hồi xưa người ta đi mấy năm trời đâu có bị cái gì đâu chị bạn, vẫn đi mấy năm trời vẫn tu bình thường, vẫn có nhiều người cho đồ ăn. Nhưng mà toàn bây giờ toàn là xì tai gì lạ lùng không. Hello Hằng Văn, toàn là xì tai gì lạ lùng không, tự nhiên lên cốc cái đầu múa lửa, múa lên cái tự nhiên quỳ lại, tự nhiên khùng khùng điên điên lên không biết bị gì. Và tự nhiên tự cúng nước rồi tự đem nước về luôn, và tự nhiên tự cúng bông tự đem bông về luôn. Rồi mấy má chỗ đó có ai ngồi đâu mấy má, mấy má bị gì vậy? Tại sao người ta có tu người ta tỉnh táo không? Không, con chỉ là người học theo Phật thôi. Học theo Phật là đọc theo sách kinh của Phật và tập học tu theo Phật, là có nghĩa là người ta chưa thành Phật, là người ta đang đi tìm cái đạo lý đó. Chứ không giống như mấy ông thầy ở trong chùa mà đòi là Bồ Tát đâu không, Bồ Tát Nhật Từ, Bồ Tát cái này, Bồ Tát cái nọ. Con quỳ con lại mấy ba mấy má. Đã bên đây người ta gọi là mình không thích mấy người này tuyên truyền mới tính gì đâu, thì mình ngược lại mình đi thần tượng thầy tuệ, rồi mình tự động đơm đặt câu chuyện lên, mình nhân rộng cái vế mê tín lên, rồi mình tự dí mình y chang luôn. Sao mình không ngưỡng mộ một người họ tu được như vậy, đẹp quá đẹp. Ờ mình đủ duyên mình gặp thì mình xá một cái mình đi, hoặc là mình chào từ xa thôi, đúng không? Mình cũng cảm thấy vậy là được rồi. Như vậy thì mình sẽ tránh những cái tình trạng mà người ta đơm đặt cho ông Tuệ, là ông Tuệ là một cái phái giáo phái nào đó đã xuất hiện làm cho dân chúng quay lưng với Phật pháp. Chứ ông Tuệ đâu chơi mạng xã hội đâu anh chị bạn, ông đâu có chơi, tự mình thích thì mình nói vậy thôi, chứ ông Tuệ ông đâu có chơi mạng xã hội, thì có phải tội nghiệp chồng đúng không? Người ta chỉ muốn tu thôi, tự mấy người dựng hình ảnh lên, tự mấy người nói luôn, tự mấy người bôi bát cái màu áo người ta mặc, tự mấy người chê người ta ăn mày, tự mấy người chê răng người ta xấu luôn. Giống vậy người ta cũng không nói người ta tu chùa nào luôn, mà cũng không có dành bất cứ thứ gì. Thậm chí người ta nói bây giờ xây cái chùa cho thầy được không, ông cũng không dám nhận luôn, ông thích như vậy. Vậy cũng không được luôn nữa.
mà mấy chị cũng không thương ổng tới vậy. Mấy chị hiếu kỳ, mấy chị muốn là quỳ lại mệt, mấy chị làm đủ thứ hết. Mấy chị biết sao không? Không phải gì đâu, không phải là mấy chị làm vậy không được, mà mấy chị làm vậy khó cho ổng lắm. Khó với là những người đang đối diện với ổng vậy nè, là toàn đổ thừa không chị thấy không? Tại đó, tại ông đó đó mà mấy người này không đi chùa nữa, tại ông đó đó mấy người không cúng dường nữa, thì giống như người ta đổ thừa bà Hằng vậy đó. Tại bà Hằng mà nghệ sĩ không làm từ thiện nữa. Tại mấy má không chịu sao kê nên mấy má không làm. Không phải tại bà Hằng, mà tại bà ban hành ra một cái luật mới là nếu mình kêu gọi mình phải sao kê, mà mình không sao kê thì mình sao kê thì nó tùm lum tà la, nó có nhiều nguồn tiền trong điện thoại mình quá. Còn nếu mà công khai minh bạch quá thì ai ở không đâu mà làm. Phải nói vậy, đúng từ luôn. Giống như giờ anh chị bạn hỏi nè, Thí đứng ra thôi, cái tài khoản đó là chị giữ, nhưng mà Thí đứng ra Thí kêu gọi mà Thí bị người ta ghét, Thí làm không? Dạ không làm. Có ăn con mẹ gì chổng đâu làm, mà mất thời gian bị chúng chửi nữa nên không làm. Nói trên like luôn, khỏi bích lòng. Nói trên like luôn nè, khỏi bích lòng. Chúng ghét là lỡ, chúng ghét là ghét luôn, không sao. Nói trên like luôn, không có là không làm. Mà sao kê là không ăn được một cắt luôn. Sao kê là anh thùng mì mua 75 ngàn, tôi ra ngoài tôi hỏi 75 ngàn rồi tính tiền lên là biết liền bà có ăn hay không liền. Nếu như bà kê thùng mì 150, nhưng mà tôi nói thùng mì là 75 ngàn, mà bà dám viết vô 150 là bà mệt liền. Mà bà cho cái ngang thùng mì luôn là tôi nhân ra tiền liền luôn đó. Bà không ăn trên lệch được luôn á, nếu mà bà làm cho tôi đó thì à, cho nên đừng đối thừa bà Hằng không. Này nói thiệt, thí dụ như bà Hằng có nói nghệ sĩ là có nói đó, có đúng có sai gì cơ quan chức năng cũng xử rồi. Nhưng mà nếu mà nói tại bà Hằng mà không làm từ thiện, thôi bớt xạo rồi nha, bớt xạo rồi cho trời qua mây tạnh nè, bớt xạo rồi. Đêm nào mình cũng diễn mà, mình còn bán bóp của mình để mình lấy tiền mình tự đi làm mà. Thì giống như ông Đàm Vĩnh Hưng vậy, ông đi bán một cái bóp của ông là 70 mấy chai, hai cái bóp là 100 mấy chai, thì ông làm cái gì ông làm, ai mà biết được. Ông cũng có kêu gọi vậy, ông nói là ông bán xong ông sẽ đi phát quà từ thiện rồi cho người ta, cũng có vậy. Tự mình bán đồ cá nhân của mình, tự mình làm. Vậy thì có làm không? Có làm. Chỉ có phải tại bà Hằng mà ta không làm không? Không, nhưng mà người ta chuyển qua một cái cách làm khác. Không kêu gọi, nhưng mà sẽ bán đồ cá nhân của mình. Giống như em kêu anh chị bạn vậy nè, mua con khô của em đi anh chị bạn. Mua con khô của em, mua nhiều đi anh chị bạn. Vì anh chị bạn mua con khô này, bao nhiêu số tiền lợi nhuận em cũng sẽ đi làm từ thiện hết đó anh chị bạn. Em đâu có ăn gì đâu anh chị bạn. Dạ, anh chị bạn mua khô em đi. Vì anh chị bạn mua khô em đó chị Nguyễn Cúc, là em sẽ đem tiền này đi làm từ thiện hết. Em không có để ngàn nào trong túi em đâu, anh chị tin không? Vậy mày lấy gì mày ăn thế? Mày bớt xạo là thế à? Anh chị bạn chửi cho mặt luôn. Mày bớt xạo là thế à? Cho trời quang mây tạnh. Mày bán trước tiên là mày ăn, nhà mày ăn, chứ không có ai ăn hết thế à? Mày bớt xạo là thế ơi. Nhà cao cửa rộng đó từ đâu ra thế ơi? Bán khô không sao giàu dữ vậy thế? Bỏ đi xuống đi chị bạn, bỏ đi. Bỏ đi làm người là vừa đó. Cho nên đừng đổ thừa bà Hằng. Cái chuyện anh chị thích không thích chị Hằng đó là chuyện của anh chị. Nhưng mà nếu mà nói tại bà Hằng mà tao không đi làm từ thiện, thôi bớt lại đi, bớt lại. Bớt lại. Đi làm mà không có lợi không ai làm hết á. Để đi diễn, để đi nhận show đồ ngon hơn chứ. Giống như em vậy, để em đi làm mà không có lợi, để em ngồi em livestream với anh chị bạn vậy thôi cho nó khỏe. Bán bớt từ thiện xong rồi để mua bóp khác chứ anh chị. Đâu có nói đụng chạm ai đâu, nói thiệt luôn chứ không có nói đụng chạm ai hết á. Tại vì mấy chị thích làm từ thiện quá. Mà ở Việt Nam mình ta nói nha, người nghèo thì nhiều, nhưng mà người thích làm từ thiện quá trời. Mà thích làm từ thiện là phải nhiều người biết mình nữa. Chứ mà làm âm thầm là không có ai thích làm hết á. Làm âm thầm là giống như mình tự cho đâu ai biết đâu anh chị bạn. Mình có cho bà kia 100 ngàn để mình la làng lên trên mạng. Chị sáng này em mới cho bà kia 100 ngàn anh chị bạn ơi. Chị sáng này em đi ăn sáng em cho bà kia 20, em cho bà kia 30. Mà ngày nào cũng lên mạng la làng vậy luôn hả? Đâu thấy lên, ngày nào cũng phải làm vậy luôn hả? Ngày nào cũng phải nói bán khô là bao nhiêu tiền em đem cho người ta không hả? Đâu thu bao. Em bán khô là chắc chắn là điều đầu tiên là danh cái doanh thu đó là em đem tiền em ăn trước. Rồi con em ăn, rồi nhà em ăn, rồi còn bao nhiêu em chia sẻ được người ta em mới chia sẻ. Là tùy duyên nữa, khi nào em đi đâu đó, em gặp trường hợp nào mà em cảm thấy ok la thì mới tính. Chứ không phải ngày nào cũng rút tiền ra là không có. Thiệt, nói thiệt luôn á, nói thiệt trên live luôn. Thời nó mặt trời tắt nắng em tắt luôn, cái đồ biển vậy. Vậy nên chị bạn đừng đổ thừa tại bà Hằng. Này em nói thiệt, có ghét bà Hằng thì thôi, nhưng mà đừng đổ thừa tại bà Hằng mà ta không làm. Tại vì anh chị bạn biết sao kê là rắc rối lắm. Cái hàng như mua cái này nè, nhiêu tiền. Mua chai dầu nhiêu tiền. Mua cái này nhiêu tiền. Là anh chị bạn phải hoạch ra hết. Và tổng số tiền anh chị kêu gọi là trong cái bảng đó có hết. Bao nhiêu một ngày tiền vô bao nhiêu, có tên hết những người ta đóng vô. Rồi bắt đầu từ cái tiền đó anh chị mua thành những cái đồ vật dụng này là bao nhiêu tiền. Thì hết luôn rồi, còn con mẹ gì ăn nữa.
chưa tính tiền xăng cộ mà anh chị phát xuống dưới đó, giờ cho anh chị tiền trừ luôn tiền xăng cộ này nọ nọ kia đó, anh chị còn có một mẹ vợ chồng mà ăn nữa. Anh chị tin không, nó giống như một bài toán vậy đó, cộng trừ nhân chia ra hết rồi, anh chị còn ăn cái gì đâu mà làm. Hello chị Nga Bình Phước này, em nói thiệt mà, em đâu có nói xạo ai mà, em cũng đâu có cần mà phải chà đạp chén cơm của ai. Đây là câu chuyện thật lòng. Anh chị hỏi em mà nếu thấy người ta đưa cho em cục tiền em làm không vậy, em làm không? Nếu không có ăn em cũng không làm. Nhiều thời gian của em kiếm tiền em nuôi con em nữa. Nếu em đi làm rồi ai nuôi con em? Đâu thiếu nguyện. Rồi em bỏ hết công ăn chuyện làm của em đi phát cho mấy chị. Rồi em không có tiền, rồi ai nuôi con em? Rồi em bỏ hết công chuyện ăn làm ăn của em ở nhà, rồi ai nuôi? Cha đã quanh năm em ở không, em làm từ thiện không hả? Trời mẹ thật. Cho nên tại sao có những doanh nghiệp người ta làm, người ta lại mở cái quỹ ra là sao, phải không? Người ta đâu có đích thân mà người ta đi làm phát cái chuyện đó, phát lũ phát lội gì người ta đâu có kêu, mà người ta sẽ làm những công chuyện của người ta, như người ta tài trợ cho cái gì đó, người ta xây một ngôi trường học cho ai đó, hay là người ta xây một cái cầu cho ai đó thì thôi. Giờ bình thường người ta phải đi kiếm tiền, xong người ta có tiền đó người ta mới đi xây cầu, xây đường. Mà cầu đường là anh chị bạn biết không, rất cần thiết cho người dân. Lũ lụt thiên tai không ai muốn anh chị bạn. Cho nên anh chị bạn nếu mà muốn ít có lũ lụt rồi đó, phải bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng nữa chi không? Cái nguồn nước mà nó xuống á, cây rồi nó cản lại bớt. Nó cản lại bớt, nó chống xói mòn mà. Cho nên tại sao bảo vệ rừng hả thầy Quang? Thầy Quang nghĩ coi, chúng ta có nên bảo vệ rừng không? Nếu chúng ta sợ nè, lũ nè, nước này nọ nè, đất đai đồ sạt lở nè, núi đồ sạt rồi nè, thì chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải bảo vệ rừng. Đó, vô rồi đó. Vô lời tài chính rồi đó. Được rồi đó. Vậy là anh chị bạn có câu trả lời rồi đó. Và có nhiều khi anh chị bạn thấy ông lâm tặc làm gì thế? Lâm tặc là chặt cây rừng này nọ, đốn gỗ về, cưa gỗ, bán gỗ. Cho nên nhiều khi cây xanh nó cũng bị thất thoát rất là nhiều. Nắng nóng rồi liên tục rồi anh chị bạn thấy không? Ví dụ như ngập lụt đổ cũng lẹ hơn. Thì anh chị bạn biết một năm biết bao nhiêu người lâm tặc đi chặt cây này nọ. Gỗ lậu đó anh chị bạn, ta hay kêu là vậy đó. Năm nay là vậy đi. À, ai làm giàu được từ đâu thì tự biết đi. Cho nên người dân này khổ lắm. Nếu mà nói theo kiểu hiểu biết của mình là ta nói mà mình là con ếch ngồi đáy giếng mà ham nói không, nhưng mà nếu mà nói thẳng vô trong mặt á thì tại sao có người giàu giàu hoài mà người nghèo nghèo hoài vậy? Ừ, vậy cu hồn, cu hồn anh chị bạn, cu hồn mạng là thường vậy đó. Cu hồn mạng là sao thấy, là mình sẽ nói ra những cái điều mà người ta không ưa. Chén cơm của người ta mà mày đặt luôn hả thấy? Trời ơi, anh chị bạn nào bây giờ anh chị bạn tự mình nghĩ đi, nếu phải bỏ nguyên ngày làm của anh chị để đi làm từ thiện, anh chị có tiền đâu mà anh chị ăn? Chứ như ngày hôm nay tiền đó của anh chị là tiền chợ, tiền con, tiền cử, tiền này tiền nọ, mà anh chị phải đi 5 ngày liên tục mà anh chị không có một cắt luôn. Tiền ở đâu đóng? Tiền góp, tiền sách, tiền nọ chưa có nữa, tiền ở đâu đóng? Cái gì anh chị cũng tự hào anh chị thôi, anh chị không có ăn hết á, không có ăn nữa. Trên đời này anh chị bạn biết sao, em thì thấy có duyên lắm chị bạn, cô hồn mạng chứ có duyên lắm. Có duyên với lại chó nè, có duyên với lại mấy con cúng trong chùa nè, có duyên với lại cúng trên mạng nè, có duyên á, có duyên với âm binh khí độ tụ hình của thầy nè. Thấy gì chứ em có duyên lắm. Trời, nó đi theo em như âm hồn không tan anh chị bạn. Ngày nào cũng vô hỏi thăm em á, hỏi là thí ơi thí hạ, kêu như đúng rồi anh chị bạn, âm binh khí độ của thầy nè, đúng không? Rồi ta nói là cúng nuôi trong chùa nè đó.